Xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mobi Game. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một thử thách của bạn Quyết Nguyễn. Đã comment ở phần bình luận của video trước là sử dụng full cung thủ để chiến đấu với Nordic Phan Đại Đế các bạn nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm thử thách đó nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ vào game nè. Rồi chúng ta sẽ chơi luôn nhé. Ok, chúng ta sẽ gọi một thằng ấy thôi, một thằng khiên để thủ nhà. Và bắt đầu chúng ta sẽ gọi full cung thủ ra nhé các bạn nhé. Trận này chúng ta đánh full cung thủ các bạn nhé. Chúng ta sẽ lấy 50 con cung thủ đi. Trừ đi hai thằng đào vàng, một thằng thiên, chúng ta còn 47 con cung thủ. Sắp đủ rồi. Trận này có vẻ rất căng bởi vì cung thủ thì đam khá là mạnh, nhưng mà máu thì lại yếu. Nếu như mà giao tranh ở thượng đi gần với Nordic Phan Đại Đế thì chỉ cần một cú đập của Nordic Phan Đại Đế thôi cũng khiến cho chúng ta mất rất nhiều cung thủ. Bởi vì các bạn biết là mỗi một cái đập của Nordic Phan Đại Đế thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt khoảng hai hàng quân, tương đương với 10 người, 10 con cung thủ. Nhưng không sao, đây là thử thách mà bạn Quyết Nguyễn đã đưa ra. Chúng ta sẽ làm thử thách mà bạn đưa ra. À, con đủ rồi, chúng ta chiến đấu luôn nhé. Chúng ta chiến đấu luôn. Bởi vì đầu game này thì không phải là vấn đề. Chúng ta chủ yếu là đánh đến đoạn cuối game để dụ con Nordic Phan Đại Đế ra thôi. Like, đăng ký kênh và theo dõi Mobi Game để cùng
thực hiện những cái thử thách mà các bạn đưa ra nhé.